Những khách Tây rất là thích thú với con đường phố cổ này. Sáng sáng họ đạp xe. Buổi sáng rất là trong lành. Buổi sáng thì rất là trong lành. Nãy bạn Gai chia sẻ đó là ở Thái Lan ngày xưa có tới hai bức tượng Phật gọi là trấn quốc, lẫn một cái trấn quốc về kinh tế, một cái trấn quốc về an ninh cuộc sống. Nhưng mà cái trấn quốc về kinh tế là Phật Ngọc ở bên Thái Lan á, là đã bị Thái Lan lấy, chắc thời xưa chiến tranh hai bên đó thì Thái Lan đã lấy cái đó về bên, lấy bức tượng Phật Phật Ngọc đó về Thái Lan rồi, cho nên từ lúc đó là kinh tế của Lào là bị không có phát triển được bằng Thái Lan. Tuy nhiên giống như đây là của cái chắc là người Lào, họ nói coi như, tuy nhiên là bên Thái Lan là giống như bị có một lời nguyền vậy đó, thì sẽ bị nội chiến nè, rồi có thiên tai. Còn ở bên Lào thì hoàn toàn là không có thiên tai, và đất nước Lào mặc dù kinh tế nó khó khăn, nghèo khổ hơn Thái Lan, tuy nhiên là không có nội chiến, đất nước là gọi là bình hòa bình. Gai hướng dẫn cái ngôi chùa này ngày xưa ở Thái Lan xây có 100.000 kiếp là khoảng có 170.000 tiền Thái Lan, từ Việt Nam 170.000. Ủa sao cái chùa này mà xây rẻ tiền vậy anh? Dạ. Nói 100.000 kiếp là lý do sao chùa này xây rẻ tiền vậy? 100.000 kiếp à gì? Hả? À? Nó xây lâu rồi thì nó có giá ngày này. Xưa hả? Thời xưa hả? Lâu rồi, 600 năm rồi. 600 năm hả? 100.000 kiếp, 600 năm trước hả? Hả? Đi chợ sáng tập thể dục. Đi chợ sáng tập thể dục quý vị ơi. Quay sau rồi chú phải đi trước. Đây, cái này là không biết sao mà ở đây Lào hay bán cái này lắm. Bán cái nỏ này nè. Cái nặng thun này. Cái này bánh chim đấy. Giống hôm qua chợ đêm thôi. Những cái trình vậy. Kìa, yếm kìa bà thấy. Mấy đồ trồng thì cái túi đây đều là của người ta làm thủ công nhá. Và trong đó có 50% là hàng từ Trung Quốc về. Còn 50% là hàng của đồng bào đấy. Hải sản nè. Ba thấy tiền chưa? Da câu, da câu. Da câu đó. Da câu, da câu. Tôi cá nhiều quá, không có biển vậy thì cá này từ đâu tới? Cá ở đâu tới? Không còn biển. Ủa, ở Lào làm gì có biển ba? Ở Lào rừng không mà. Biết tưởng cái sông Mekong kìa. Sông là cá. Lẽ này cá sông. Biển chứ. Chết rồi xong. Đây là cái nhà thuyền thôi, bán ớt bạch diêm ba. Bạch diêm từng nhúm lại kìa. Bao nhiêu tiền đó? Bắt cá cũng chuối. Bắt cũng được. Củ bình tinh. Củ gừng. Không phải. Cái hột này là hột này mới khó nè. Hột này là hột gì? Giống cái trái. Cái gì? Về nhà tới ăn rồi. 7 giờ tới giờ. Chơi cục xôi thứ bậy quá. Bậy lọc có như bậy. Thì ăn muốn coi chứ tự nhiên chơi cục luôn. Này là ớt mà mắm luôn. Sa tế. Còn cái này như là con biển vậy đó quý vị. Đây là mứt. Ê, bí hấp. Hay nha, cái bí hấp hay nè. Sáng vậy là vừa ha, không có mập mà vậy là vừa ha. Tiền kiếp là 449.000 kiếp á, 500.000 là khoảng 700.000 tiền Việt Nam, 700-800.000. Con bù xít nha. Con bù xít nè, đúng rồi. Này là trâu đó mà. Con biết con gì? Ha. Cái mẹ hết, có gì không ăn. Thơm chút. Cái cây này cái gì? Củ sắn á. Củ sắn hả? Hay quá. Cái blueberry. Đấy, đặc sản Xiêm Quảng là tỏi. Nó là vừa cay vừa ngon mà chỉ có như ạ. Xiêm Quảng này cung cấp tất cả cho đất nước Lào là cái tỏi này. Gọi là tỏi Xiêm Quảng. Đấy. Rồi cái chợ này nó chỉ họp đến khoảng 9 rưỡi là xong. Gọi là ta làm sao có là chợ sáng của đây, Lào. Đây, hỏi cái củ này, dạ. Cái này, hỏi cái rễ đó. Đó, giờ ông hỏi củ này là củ gì? Mẹ, và Tony này, kim lâu bò. Tony này. Sắc khan bò. Kim đây bò. Kim đây, ô lam bò. Cái này ấy, là cái ô lam, tức là cái này ăn được, về hấp vào. Thế là pha nước cũng được, hấp cơm cũng được, ăn xong nó đỡ đau xương sống. Cái kim lam nhá. Okay. Vậy chắc có thể nhiều đây cô chú ơi, đây là cái rong, người các cô chú thường bảo là rong biển, nhưng đây là rong biển của Lào. Lào thì không có biển, chỉ
ao hồ trong suối và người ta lấy về người ta làm rong nhé, chứ không có biển hôm đâu qua nhé. Ăn rất ngon nha, hôm qua có bữa cơm á, ăn rất ngon. Cái này rất ngon. Dạ, rong xong. Đây như vậy đến đây là hết chợ sáng rồi. Hết chợ sáng. Hết rồi. Vỗ tay. Các tường hôm nay đi chợ sáng thấy thế nào? Có hay không? Bình yên. Bình yên hả? Mình thích. Có chợ, nó chỉ có đâu có mấy trăm mét thôi. Nhưng mà nó toàn bộ viên chanh là lũng văng là người ta đi chợ này đấy. Thích vậy đó, thích đi chợ quê đồ. Đấy, cái kiểu như thế nó không có phố xá nhiều đâu. Đúng rồi. Đấy. Đi du lịch là phải vậy. Đúng rồi. Thưa quý vị, thấy không quý vị? Chùa nào là phía trước cũng có rừng này. Đang giá trơn 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 trơn. Là 7 cái đầu. Vì sao là 7 cái đầu con rắn mà không phải là 9, không phải là 5? À, để mình phải hỏi coi tại sao là 7 cái đầu con rắn. Trong khi ngày hôm qua ở trong hoàng cung là nó có 5 cái đầu con rắn biểu tượng cho 5 sự việc thôi. Tại sao ở đây lại là 7? Vì trên cái mũ của Phật thì có 7 con rắn. Trên cái mũ của Phật ấy phải có 7 con rắn. Vậy sao hôm qua ở hoàng cung á thì cái chú người có 5 con. Có 5 con. Tức là tượng trưng cho 5 cái vấn đề. Đấy, giải quyết 5 cái vấn đề. Không uống rượu, không gì à, gái gú không trộm cắp, 5 vấn đề không tà dâm đấy. Chứ còn trên cái mũ của Phật là có 7 con rắn này, bảo vệ người dân nhá, cái điều rất tốt. Cho nên bây giờ chúng ta có 7 thần rắn đi. Tới luôn. Anh, hôm qua giờ tối hôm qua đi chợ đêm luôn mà cũng chưa ăn được món gì mà cái món đặc sản của người Lào hết trơn. Món đặc sản của người Lào là có sủng Lào. Sủng Lào là cái gì? Tức là có nghĩa là quả đu đủ người ta cắt ra, rồi là quả cà chua, là cà Lào, quả vàng đó. Thì đấy là món truyền thống đặc trưng nhất của Lào, là món sủng Lào đó. Đó cái đồ uống bia. Còn ẩm thực của Lào chủ yếu là đồ nướng thôi. Và cái quan trọng là không biết đoàn mình có ăn được cái da trâu không. Vì người Lào toàn bộ là gì? Cái da trâu rất là thích ăn. Hay là con gì? Con bò rằng của Lào, bò hút khói đấy, thịt bò hút khói của Lào. Tức là người ta để treo trong bếp đấy, sau đấy đến cái mùa người ta bắt đầu lấy xuống, người ta ăn. Đấy là cái điều cả nước Lào đều dùng, cái là gọi là thịt bò rằng. Mà bằng ăn là cơm chứ. Dạ không, cái này là không ăn cơm, thịt bò chỉ uống bia thôi. Rồi vậy thì buổi sáng gì nè, người ta ăn, ví dụ tô là ăn cái tô gì vậy? Người ta ăn như hủ tiếu ở Sài Gòn. Đấy, nhưng mà bên này gọi là phở, Sài Gòn là gọi là hủ tiếu. Thì người ta ăn thế thôi, nhưng mà chỉ ăn ở luống đây. Người Lào thường thường là đi tìm đồ của Việt để ăn, ăn phở của Việt. Ăn bún Huế của Việt. Chứ còn những cái món của Lào làm thì không có được ngon. Cái sợi miến nó cũng gọi là bằng phở. Đấy, cháo canh cũng gọi bằng phở thất. Nhưng mà mình phở là mình hoàn toàn khác nhé. Rồi, vậy là đoàn em đã về tới khách sạn và ăn sáng rồi đó quý vị. Trước khi khởi hành, đoàn chúng tôi đang rất căng thẳng tính toán tiền bạc. Tiền đi du thuyền, tiền mua xôi cúng dường, tiền đi xe. Để dứt chặt nào tính chặt đó, không lẫn lộn. Bởi vì chúng tôi sẽ rời cố đô và đi đến thủ đô hiện tại của Lào là Viên Chăn. Đoàn chúng em đã thanh toán vị chi là hết 2,7 triệu cho 4 người, tiền đi du thuyền và tiền đi cúng dường. Và bây giờ thì đoàn xe của chúng em đã ôm theo hành lý và chúng ta dần dần rời khỏi cố đô Luang Prabang và tiến về thủ đô Viên Chăn của Lào. Có một điều nhiều khi mình nghĩ hiển nhiên là ai cũng biết, nhưng mà đôi lúc sẽ có những người không biết là cái quốc hoa, cái hoa chăm ba của cố đô Luang Prabang á, đó là hoa sứ đó quý vị, hoa sứ nhà nàng á quý vị, mà nhiều khi hoa sứ trắng á, cho nên là hôm qua ăn uống ở đây người ta bán những cái hoa sứ trắng giả để làm kỷ niệm, hoặc là họ sẽ cài hoa lên trên tay của mình cho nó đẹp á quý vị. Thì cái hoa sứ đó gọi là hoa chăm ba ở bên Lào nha quý vị nha. Ổng đó Luang Prabang Night Walk, hôm qua chợ đêm mình đi, nhưng đêm hôm qua mình không có thấy được cổng chợ, cái sân khấu nè, đó ban ngày nó là như thế. Dạ hello, và bây giờ thì trước khi rời khỏi cố đô Luang Prabang thì đoàn của chúng em sẽ đến leo núi. Đây là cái ngọn núi Fushi. Cái núi này nó cũng không có cao lắm đâu. Và ngọn núi này chỉ cao có 328 bước thôi. Mình cố gắng mình leo tới nơi nha quý vị nha. Còn những người lớn tuổi không leo được, mình có thể đi dọc dọc ở bên dưới này chơi cũng rất là vui. 328 bước chân. Đứng ở trên đây nhìn qua thì chúng ta đã thấy được toàn vẹn cái ngôi chùa ở trong hoàng cung nha quý vị nha. Hôm qua mình không có được quay từ trên được. Đây là ngôi chùa kế bên hoàng cung đó quý vị. Đây là cổng vào hoàng cung. Những tập trước Tường đã có chia sẻ rồi. Quá đẹp đúng không quý vị ơi? Sẽ lên đến cái đỉnh núi này trong buổi sớm mai, lúc là 5:15 là nhà vua đã làm lễ trên này cúng tế trời đất. Sau đó tất cả nhà vua và người dân sẽ về cái chùa Wat Chin Thong hôm qua, sẽ nâng bức tượng Phật và di chuyển quanh cả cái cố đô Luang Prabang. Bây giờ lên đỉnh núi thì nhà mình sẽ được tham quan hai điểm. Thứ nhất là tham quan được một cái dòng sông Mekong.
Cái dòng sông thứ hai là dòng sông Nam Khang, nó hợp với nhau, tham quan được hai dòng sông. Và đứng ở trên cái đỉnh núi này thì nhà mình nhìn được toàn cảnh cả cố đô luôn, cô chú chị nhá. Đấy là cái điều đẹp nhất trong lúc buổi sáng bình minh này. Bây giờ con mời cả nhà chúng ta di chuyển lên đi ạ. Đi thôi. Năm nay là nhiêu rồi? 72. Chúng ta tiến lên. Mẹ em tưởng không đi nổi mà cuối cùng cũng ham vui, cũng đi luôn. Mà đi này là phải im lặng à, vừa đi vừa nói là mệt lắm ạ. Ủa sao vậy? Nên này phải mệt rồi. Và ở đây là địa điểm mua vé quý vị ơi. 20.000 kiếp cho một người. 20.000 kiếp. Rất mệt. 30 ngày được nha. 30 ngày. Ủa anh cho hỏi tại sao bên đây hai cái bảng, một cái 190, một cái 138? Tại sao hai bên hai số khác nhau? Okay. Từ đây đi lên. Một cái lên từ đây, một cái từ đây lên. Bảy. Đoán thôi. Ở đây là 328 bước. Bên này mới 138. Vậy là mình đi lên còn 138 nữa hả? Ôi nè. Hả? Còn 138 nữa. Còn. Không, đi lên còn. Hai cái cộng nhau mới ra được 328. Ôi vậy là cũng hết gần hơn nữa rồi. Nửa đường rồi quý vị ạ. À, lão gia rất là hăng say. Lão gia là người đi lên phía trước, luôn luôn là trong top dẫn đầu. À, bài hà thì đó, cái cây có quấn khăn của chùa, có nghĩa là cái cây đó đã tu hành đắc đạo rồi. Sắp tới rồi, cố lên. Tới rồi, cố lên. Ở đây tiếng ve kêu rất dữ. Và đứng trên đỉnh cao này, những cái cây rất dễ sợ. Ba của ba đã có một số những tấm hình. Bạn chị em. Ok không, cái này một không dám ra. Ô, đâu. Hết rồi. Cái này một quả ra là ngại. Wow, cây gì vậy ta? Lấy. Ôi, và cuối cùng chúng ta cũng lên được trên cao rồi quý vị. Và ai đó, khi chúng ta lên đến đỉnh thì chúng ta sẽ nhìn xuống phía dưới. Thì ra mọi thứ chỉ là nhỏ bé thôi quý vị ạ. À, còn nếu chúng ta đứng ở dưới thấp, chúng ta sẽ cảm thấy rất là ồn ào. Đây, lên đỉnh luôn. Ồ. Và cuối cùng vượt qua gian khó, chúng ta đã lên tới đỉnh cao. Và đứng trên đây, chúng ta sẽ nhìn xuống thấy toàn cảnh của phố cổ Luông Pha Băng vào một buổi sáng tinh sương như thế này, rất là đẹp. Đây cũng là nơi lên cái đỉnh núi này mà ngồi thiền rất là tuyệt vời nha quý vị. Ở trên đây là có chùa chiền nữa. Và chỉ cần chịu khó vượt qua 328 cây bậc thang thôi thì chúng ta sẽ thấy một cái view. Bên đây mọi người có thể săn ảnh cũng rất là đẹp. Và hàng năm vào những ngày đầu năm thì người dân Lào sẽ bắt đầu khởi hành từ đây để đi xuống phố cổ. Rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Đánh thử một tiếng chuông xem nó kêu như thế nào. Được chứ. Trời ơi, thử tiếng chuông thôi. Không có vang lắm nhỉ. Hai cha con em quyết định xuống núi. Người ta đang đi lên quá trời. Hay là có khi nào đi lên đường này đi xuống đường kia không ba? Hả? Rồi, đã xuống lên núi.
và đoàn chúng em vẫn còn ở đây chụp hình. À không phải, đây mẹ em và chị em ngồi ăn cái gì đây, Saboche, quá tuyệt vời luôn. Đây, đây là cái vé để lên tàu của Trung Quốc đi từ Loan Bang về Viên Chăn, phải có passport mới lên được nha quý vị. Phải giữ đúng như vậy nha, mua vé là mỗi người phải mua đúng tên, ghê hơn đi mua vé máy bay nữa. Để lát hỏi là mua cái vé là bao nhiêu. Thấy rồi, đây là toàn cảnh cái nhà ga tàu điện của anh Trung Quốc đầu tư khai thác ở Lào. Kính thưa quý vị, và như vậy là đoàn của chúng em chỉ còn ít phút nữa thôi là sẽ lên cái tàu, con tàu điện này để rời cố đô của Lào, đó chính là cố đô Luang Prabang, để về thủ đô hiện tại của Lào là Viên Chăn. Và thưa quý vị, chúng ta đang đứng trước cái tòa nhà này là cái nhà ga. Nhà ga này là do Trung Quốc để xây dựng cho Lào nha quý vị nha. Cái mái ngói thì nó vẫn là của người Lào, cái chóp đó, nhưng mà cái chữ là chữ Tàu rồi, quý vị cũng nhìn thấy rồi. Tường chia sẻ một chút xíu cho quý vị về cái đoạn đường tàu này, cái đoạn đường tàu điện này. Thì khoảng tàu nó qua xây dựng giùm cho Lào là hơn 10 năm quý vị, mà nghe nói là xây xong cái đường tàu này là coi như là nước Lào là cũng đổ nợ luôn đó quý vị ơi. Và Trung Quốc được vào đây xây dựng, nhưng mà ngược lại quyền lợi của Trung Quốc là được khai thác và gọi là tận thu ở cái khu vực này 90 năm nha quý vị. Nhưng mà Trung Quốc cũng rất là hay, vào đây đầu tư chỗ này á, là nói chung không biết nó đo đạc như thế nào quý vị, mà một cái con đường tàu là thẳng tưng, nói chung là từ Vân Nam Trung Quốc và đi thẳng tới thủ đô Viên Chăn. Đó, coi như là gặp núi xẻ núi, gặp đồi xẻ đồi, gặp sông là vượt sông, ghê không? Thì bao nhiêu khoáng sản, chắc là nguyên vật liệu đó, chắc là từ như là của cải của Lào trên cái đoạn đường khai thác chắc là trở về Trung Quốc hết rồi. Cái này tôi nói nha. Cho chị hỏi cái vé này mình mua bao nhiêu một người vậy, biết không? Đâu, vé bao nhiêu một người? Đây, ở trên vé từ Luang Prabang về Viên Chăn nó nằm ở chỗ này nè cô. Vé từ Luang Prabang đến Viên Chăn là 242 kiếp. Ghê vậy? 242.000 kiếp. 242.000 kiếp là nó cũng khoảng gần là 350, gần 400.000 tiền Việt Nam. Thêm cái tiền chợ đen. Có nghĩa là rất là mắc. Và cái này là đích thân, rất y như là kiểm tra lên máy bay vậy quý vị. Phải mua bằng passport đàng hoàng, đúng người, và không được mua giùm luôn. Và hồi xưa đó, mà nếu như không có cái tàu này nó khai thác đó, là chúng ta muốn đi đường bộ mà từ Luang Prabang mà về Viên Chăn là phải đi mất 12 tiếng đồng hồ. Cho nên là anh tài xế của đoàn ngày hôm qua là đã lái chở hành lý của đoàn mình về trước ở Viên Chăn rồi. Ngày hôm nay chúng tôi thì đi trải nghiệm trên cái chuyến tàu này, giá cũng rất mắc và bán vé cũng rất khó khăn. Đoàn là phải nhờ những người ở Lào đó, họ xếp hàng họ mua, và một người chỉ được mua có 4 vé thôi cả nhà. Và hiện tại á, cải thiện được tình hình kinh tế là mọi người biết sao không? Bây giờ những doanh nhân ở Trung Quốc có thể là mỗi ngày đi thẳng qua tới thủ đô Viên Chăn của Lào kinh doanh, làm ăn buôn bán và đi về trong ngày được luôn, chứ không phải như ngày xưa. À, còn một chuyện nữa, cái này cũng bạn gái nói chứ không phải em nói nha quý vị. Ngày xưa khi mà vô đây khai thác là hứa là coi như là hồi xưa nếu mà chưa khai thác là đi đường bộ. Mà đi đường bộ thì mọi người thấy cái đoạn đường hành trình lúc trước đi rồi đó, dằn gặp gình, là tại vì toàn là chở xăng dầu, chở rừng, chở gỗ, và nói chung là đường ít có người dân nữa, thì cái đường nó rất là xấu rồi. Thì khi mà tàu vào mà khai thác cái đoạn đường là cũng phải chở đá, chở đất, giày xéo, rồi khoan, mỏ, lùm lum la, thì là làm hư banh chành cái đoạn đường luôn, đúng không? Hư banh chành cái đoạn đường luôn. Và nói chung là Trung Quốc cũng hứa sau khi khánh thành xong cái ga này thì cũng sẽ làm lại cái đoạn đường đó cho bà con của nhân dân của người Lào. Tuy nhiên tới giờ thì đoạn đường đó vẫn chưa được làm lại, trong khi cái này thì đã đưa vào khai thác rồi. Khai thác được mấy năm rồi? Dạ, gần năm rồi. Mới gần năm à, là còn 89 năm nữa. Chà, mà làm cái này là mười mấy năm? Làm trong vòng 6 năm, 7 năm. 6, 7 năm.
làm 6-7 năm, khai thác được mới có 1 năm. 400 km đường cao tốc, đường chạy bằng tàu điện. Thì một lát vào trong mình xem coi cái tàu điện nó như thế nào nha quý vị nha. Tôi đã đi qua chỗ kiểm tra an ninh và chỉ cần kiểm tra cũng rất là nhanh, bằng check mã vạch và mã vạch một cái, và chúng ta chỉ cần cặp chay là cảm ơn. Ba đàng hoàng, đợi ba qua cái đã. Thì mới là vào an ninh nè, kiểm tra người đồ đàng hoàng nha quý vị nha. Vật cháy nổ, vật nhọn, vật nguy hiểm. Kiểm tra an ninh xoay vòng vòng y như đi an ninh sân bay vậy đó. Vừa trong rất là rộng. Rất là rộng nha quý vị. Đó, y như là sân tàu bay vậy đó quý vị. Kiến trúc không? Cũng rất là đẹp ha. Vẫn giống như của người Lào nè, vẫn có nét là vừa Lào và vừa Trung Quốc nha. Mà chúng ta cũng có đó, xoay đi qua y như là đi qua an ninh máy bay ha quý vị. Đó, tất cả đều check in ở đây hết trơn. Ra đó rồi mới là ra cửa này nè, một cửa một vậy thôi. Nói chung là xây cái trạm thôi rất đẹp, nhưng có điều hơi nóng ha. Nóng quá, không có cái máy lạnh gì hết trơn á. Với lại là khí hậu đang rất là nóng gắt của Lào thì quá nóng luôn quý vị ơi. Rồi, đến giờ rồi. Bà con đã xách hàng chuẩn bị lên tàu rồi. Ủa coi, cái tàu này là tàu chở hàng chứ không phải là tàu chở người. Mình đâu phải đi tàu này, một lát mình mới lên tàu khác chứ, đúng không? Như vậy thì cái tàu này nó chở cái gì từ Lào qua Trung Quốc? Cái tàu này không phải tàu chở người. Khoáng sản. Đúng rồi. Dạ, bây giờ đoàn chúng em bắt đầu qua để xem con tàu của mình là con tàu như thế nào. Cầm cái vé lát lên tàu người ta mới xác. Đi thôi. Toa số 6 là cột của chúng em. Và hãy chờ tàu đi. Tôi không tin là tàu này đâu. Tàu này là tàu chở hàng. Cô đi tàu khác cơ. Có hải quan Lào, hải quan Trung Quốc nè. Rồi có nhân viên người Trung Quốc nữa nè. Nói chung là những người làm trong đây là phải biết tiếng Trung thì mới có như là Trung Quốc sẽ thuê Lào vào ở trong này. Đây là dự án một vành đai, một con đường nha quý vị nhé. Đúng rồi, chở hàng Trung Quốc. Rồi vậy hàng hóa từ Trung Quốc qua Lào còn dễ không ạ? Quá dễ rồi. Rồi vậy từ Lào qua Thái Lan còn dễ không ạ? Vậy hàng từ Trung Quốc qua Thái Lan có dễ không ạ? Từ Thái Lan qua Đông Nam Á có dễ không ạ? Đó là những cái gì mà người làm tính toán đó, người ta có dùng mọi cách. Người Trung Quốc người ta dùng mọi cách để mà xây trong vòng rất ngắn rồi ạ. 6 năm không ai tưởng tượng ra được người Trung Quốc có thể làm được cái con đường này rồi. Chính người làm người ta còn không tin là người Trung Quốc người ta làm được mà. Rồi, tàu tới rồi, đây mới là con tàu chở người nha. Mặc dù bụng ảnh hơi to một chút nhưng mà đẹp trai. Cầm sẵn vé trên tay và xem số ghế của mình đi cả nhà ơi, để cho khách xuống rồi mình sẽ lên nha. Vé đâu? Tàu dừng 10 phút tại ga này, xin mời quý vị hãy xuống tàu. Chỉ có 5 phút lên, 5 phút xuống thôi. Anh này quay cận đẹp mà cái hộp rau không có đẹp nha. Tôi không thích hộp rau anh nha. Về cạo rau sạch sẽ đi. Giữ đúng số ghế của mình mà ngồi thôi các bác ạ. Đoàn của em tất cả đã yên vị vào vị trí rồi, sắp xếp ngồi đâu đó đàng hoàng rồi. Đó, đây là nhóm đoàn của em nha. Chúng ta sẽ trải nghiệm 1.5 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu Trung Quốc Lào Viên Chăn, từ Luang Prabang đến Viên Chăn. Rộng rãi, thoải mái hơn đi máy bay quý vị. Ghế ngồi rất là rộng, ngã rồi ra rất là êm. Ở Hà Nội vô so sánh với tàu Nghệ An Hà Nội nha. Đó, thoải mái trên cẳng nha, ngã ra đi xe rồi đó, để xem có tốc độ nó chạy như thế nào. Giống đi máy bay nha quý vị, có bạn ăn đồ đàng hoàng, lấy đồ ăn ra ăn đi. Nhưng mà rất là mà không có được may mắn là mình bị ngồi ngược rồi quý vị ơi. Ở trên kia người ta ngồi xuôi kìa, còn mình ngồi ngược rồi. Mẹ của cái tường làm giống như là tàu lửa mà đi qua Đà Nẵng vậy đó. Từ trong Nam ra tới Đà Nẵng là trở đầu tàu, cho nên ngồi xuôi trở thành ngồi ngược trở thành ngồi xuôi. Ở đây chỉ một con đường thôi, một vành đai, một con đường đi thẳng từ Luang Prabang tới Viên Chăn, không có trở đầu tàu nha mẹ. Rồi, đoàn tàu lăn bánh chậm chậm nước đi, từ từ tăng tốc lên 150 km/h, y như tàu lửa nhưng nó không ồn như tàu lửa ở Việt Nam. Rộng rãi, thoáng mát, văn minh, hiện đại. Nhân viên shop lấy vé cài hoa châm pa như vậy là người Lào rồi, cười vui đồ để phép này người Lào vậy mà quỷ. Bạn gái la trên đây toàn người Trung Quốc, mình tưởng nó Trung Quốc hết chứ. Tới một cái gà nó đón thêm khách nữa quý vị ạ. Nó chạy nhanh thiệt.
chạy rất êm. Văn Viên là thủ phủ du lịch của chúng ta, đi được nửa đường rồi. Gà Văn Viên. Gà Văn Viên. Gà Văn Viên. Cái ba lô của ba so với ba lô nhỏ tay này không xinh như gì. Vừa xuống ga cái là rất nặng, nó bới, nó cởi cái áo ra một cái, nó quát cái ba lô ra một cái. Trời, nó gọi nó nặng trịch. Tới rồi, thật là nhanh lẹ và khỏe. Như vậy là chúng ta đã đến thủ đô Viên Chăng. Kết thúc hành trình ngày hôm nay từ Luông Pha Băng đến thủ đô Viên Chăng rồi quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hành trình ngày hôm nay của Cát Tường. Nhấn subscribe theo dõi kênh nha. Và hãy tiếp tục theo dõi là gia đình Cát Tường khi đến thủ đô Viên Chăng sẽ làm gì. Đó, còn kiểm vé nữa, thấy chưa? Phải đi qua scan vé một lần nữa, ra đây mới là hết sử dụng. Tạm biệt nhà ga và xe của chúng tôi đây rồi. Chuyến xe khắp hành trình. Lên xe. Quốc xe, gần tới khi xây xong á, rồi, người Việt Nam nha, thấy là mình thế này, phải với Trung Quốc. Cho nên là gì ạ, cuộc là xây cho Lào một lướt cả một cái khu, gọi là gì ạ, văn phòng Quốc hội Lào. Rất đẹp, rất thẳng. Trước đây là bác Công Lương Sơn Sơn Lịch, bác Lào ở đây. Và bây giờ thì đã thay đổi nha. Rồi, bây giờ thì đoàn của Cát Tường đã về đến khách sạn. Đây là khách sạn ngay trung tâm thủ đô Viên Chăng luôn. Thì trước khi kết thúc hành trình, Tường cũng có vài thông tin chia sẻ nữa trên cái đoạn đường mà đi về đó. Thì là bạn hướng dẫn viên cũng có chia sẻ là rõ ràng là Trung Quốc rất là giỡn quý vị. Và làm cái con đường đó trong cái đường đoàn tàu đó trong 7 năm đã thúc đẩy kinh tế giao thương giữa của Lào với Trung Quốc rất là nhiều. Hàng hóa chở từ Lào qua Trung Quốc dễ dàng và Trung Quốc trở về ngược lại cũng vậy. Và đúng như là lời của bạn hướng dẫn viên nói đó, là suốt cái quá trình 37 năm mà xây dựng cái đoàn tàu đó thì toàn bộ nhân công người làm việc để mà xây dựng đó toàn bộ là của người Trung Quốc hết. À, bây giờ là đưa vào hoạt động á thì mới là có nhân viên, có người là có an ninh rồi này kia là của Lào thôi. Chứ còn trong quá trình mà xây dựng cái đoạn đường tàu đó là toàn bộ là công nhân của Trung Quốc hết. Và đi đến núi, đục núi, gặp sông là đục sông. Mà đi qua rất là nhiều cái hầm, rõ ràng mình không thể đếm được là bao nhiêu cái hầm lớn nhỏ luôn quý vị. Nhưng mà rõ ràng là không có một chiếc xe đất cát nào rớt lại Lào hết. Coi như là toàn bộ khai thác là đục tới đâu là chở lên trên là có xe chở thẳng về Trung Quốc hết. Là đất cát dọc đường đi mà để mà khai hoang đó quý vị. Mà thật sự á, để làm được cái người Trung Quốc làm được cái điều đó ở cái xây dựng được cái đoạn đường tàu đó ở Lào với một cái mức độ nhanh chóng và nó đẹp như vậy là cũng nhờ là dân Lào ít thì cái việc mà giải phóng mặt bằng nó cũng rất đơn giản. Đi qua núi không à, đi qua núi thì nó cũng dễ hơn là biển rồi này kia. Đi qua núi thì đục núi khoét núi thôi, nhưng mà quan trọng là làm hay một đường thẳng tưng luôn nha quý vị. Đó rồi, thế bây giờ thì kết thúc hành trình ngày hôm nay. Vào chiều nay Tường sẽ tiếp tục hành trình đêm đầu tiên ở Viên Chăng nha. Mọi chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.